Việt Toàn xin chào cả nhà. Một buổi sáng đầu tuần, bông hoa hồng Thanh Hóa nở. Đây cả nhà ơi. Ưu điểm của bông hoa này là cái đợt nở này á, nó đôi cánh nó hồng. Đôi cánh nó có màu hồng đậm hơn. Và đôi mắt cũng hồng nhiều hơn. Đây là hoa năm cánh trắng Phú Thọ. Đi vào chủ đề của bài viết ngày hôm nay. Bóc phốt thị trường lan. Có một anh đăng trên YouTube là anh bóc phốt thị trường lan. Anh bị đầu tư lan nhưng mà bị thất bại. Anh có vẻ như anh đã đổ lỗi cho thị trường, cho những người đã làm giá những cái cây lan đột biến. Và anh mua những cây đó giá cao, sau đó những cây đó nó hạ và ảnh bị thất bại. Thì để giải thích những vấn đề này, chúng ta bắt đầu đi vào phân tích. Thị trường lan thì cực kỳ là khắc nghiệt. Đồng ý rằng những cây lan cho chúng ta lợi nhuận rất cao. Nhưng thị trường lan cực kỳ khắc nghiệt. Chỉ cần chúng ta đầu tư sai mã và cái cây mà chúng ta đầu tư đó nó bị thoái trào nhanh quá thì chúng ta sẽ không lấy lại vốn được. Một môn chơi cũng giống như mọi kênh đầu tư khác, đều có những cái bẫy, đều có những mã đầu tư bị sai và bị mất vốn, và có những mã đầu tư trúng thì chúng ta sẽ thắng lợi. Như anh đó anh nói, nhưng mà nghe cái câu chuyện của anh kể thì đa số là anh đầu tư toàn những mã bị sai không. Anh đầu tư mắc mờ Hải Dương nè. Một cây, nói về cây mắc mờ Hải Dương. Thị trường là một sự sàng lọc vô cùng đúng đắn và hợp lý, chứ không có sai. Không ai điều tiết được thị trường hết cả. Ngày xưa, cách đây khoảng cỡ 5 năm, 7 năm về trước, khi những giống đột biến còn ít, thông tin của người chơi lan, những người đầu tư còn ít, còn chưa nhiều, thì có thể gọi là điều khiển được thị trường, điều tiết được thị trường. Nhưng những thời gian gần đây gần như là sự cao trào, thông tin có rất nhiều, thông tin về lan đột biến và thị trường lan đột biến có rất nhiều, thì không một bàn tay nào có thể điều tiết, che chở được, điều tiết được thị trường. Thị trường sẽ tự trôi, sẽ theo cái quy luật của thị trường. Không một bàn tay nào có thể điều tiết được. Anh đó, anh nói Hải Dương. Hải Dương, anh đầu tư. Thì Hải Dương, để nói về đặc tính của cây Hải Dương. Hải Dương là một mặt hoa khá đẹp, 1910. Với lại HO. Nhưng vì sao Hải Dương lại bị thị trường loại thải? Điều thứ nhất, cả nhà có thể nhìn thấy và cảm nhận, như Toàn cảm nhận, riêng cây năm lá trắng Hải Dương này rất khó chăm sóc. Đây, một mầm như thế này đây, và sự sinh đẻ là không có, lợi nhuận của nhà đầu tư không có. Thứ hai, hoa không ổn định, là một cây làm kinh tế không được, nên thị trường tự quyết định và thị trường không chọn nó. Còn cả nhà có thể nhìn thấy những cây HO ngắn ngắn cỡ này thôi, chúng ta đã có quá trời kỳ luôn. Quá trời kỳ cho chúng ta luôn.
tiếp theo ảnh đầu tư vào cây Năm Cánh Trắng Hà Tĩnh. Năm Cánh Trắng Hà Tĩnh đây cả nhà. Cây này thì đụng vào là hoa, đụng vào là hoa. Cũng không có kinh tế. Hoa thì cũng thuộc dạng trung bình, hoa không bay cho lắm. Hoa gam màu hồng, nó cũng na ná với HO, nhưng mà nó không tràn viền như HO. Và để xét một cây làm kinh tế thì người ta còn xét tới yếu tố sinh trưởng và chăm sóc. Thì cây này cũng không thể nào lớn nhanh và cũng không có làm kỳ được nhiều để cho người đầu tư họ có lợi nhuận nhiều nhất. Và thị trường đã xét duyệt nó vào một cây hệ sưu tầm. Và trong cuộc đua, trong cuộc loại thải khắc nghiệt của thị trường thì Hà Tĩnh đã bị loại thải. Tiếp theo là cây Di Linh Trắng. Cây Di Linh Trắng cũng là một cây cực kỳ khó tính. Nó vào hệ sưu tầm chứ không phải hệ làm kinh tế. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy những cây Di Linh Trắng. Một dòng to khỏe, nhưng chỉ có một mẹ một con. Không thể nào có nhanh nguồn giống để mà chúng ta bán, chúng ta thu hồi vốn và làm kinh tế hiệu quả cao được. Bởi vậy thị trường đã không chọn lựa Di Linh Trắng làm một cây làm kinh tế. Nó thiên về hệ sưu tầm. Tới thời điểm này thì đã cộng đồng lan đã có rất nhiều anh em, và thị trường là một sự quyết định rất là hợp lý và trung thực, không ai điều tiết được. Vì sao cây bạch tuyết lên giá? Bởi vì mặt hoa rất là đẹp, cái mũi trắng đương thời, và đặc biệt là cây bạch tuyết đẻ rất nhanh, lớn rất nhanh nữa. Cả nhà có thể nhìn thấy sức mạnh đẻ mầm gốc của bạch tuyết rất là kinh khủng. Trong môn chơi lan và đầu tư lan thì sẽ có những người thua và những người thắng. Thì có thể những câu chuyện hơi buồn, những người đầu tư bị sai hướng, họ đã thua và họ đã có những ác cảm về ngành lan, về thế giới lan, làm cho thị trường, làm cho cái môn chơi này nó không còn được đẹp nữa. Còn thông tin thì chúng ta dễ dàng tiếp cận, nhưng mà chúng ta và mọi người, chúng ta nên có những cái góc nhìn, những sự phân tích. Ok, một clip nói về bóc phốt thị trường lan. Những cây lan thì có thể là một số anh em họ làm thương hiệu. Họ làm thương hiệu thuở ban đầu, họ làm được những cộng đồng, những cái nhóm của họ, những nhóm của nhà vườn đó, họ làm giá cây đó. Nhưng mà họ cũng không thể nào làm mãi được. Họ chỉ làm đến một đoạn nào đó, và cái cây đó nó phải được sự phán xét của thị trường. Thì những cây đó, những giống đó nó có những ưu điểm thì nó sẽ tồn tại, còn không thì nó sẽ bị lãng quên. Cây Hải Dương là một cây đã bị lãng quên. Hà Tĩnh cũng bị lãng quên. Nói thêm một ý nữa là ví dụ như những cái thời điểm chúng ta phân tích lại thị trường, ví dụ như những thời điểm mà cây Phú Thọ đang rất là sốt, cây Phú Thọ đang rất là sốt, thì giá nó hơi cao cao. Ví dụ như giá nó 1 triệu thì những cây như cây Mắc Nai, cây Hà Tĩnh đồ, giá nó êm êm, và những người đó họ cảm giác họ thích giá êm nên họ với lại dễ mua, cho nên là họ muốn đi ngược với lại thích thị trường, họ muốn làm một cái điều gì đó nó ngược để họ có thể đón đầu thị trường. Nhưng
Cuối cùng thì thị trường đã quyết định cho cây Hải Dương và cây Hà Tĩnh không lên nữa, thì gọi là rớt. Đầu tư mà, đầu tư thì có thắng có thua, có được có mất. Thị trường vô cùng khắc nghiệt. Cho nên đứng trước những cơ hội thì thường thường rủi ro cũng rất nhiều. Ok, một clip nói về thị trường lan. Toàn cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip. Chúc cho cả nhà sẽ vững tin trong thế giới hoa lan, sẽ sưu tầm được nhiều mặt hoa ưng ý, sẽ có nhiều niềm vui trong thế giới hoa lan. Toàn xin chào.